cắt mí mini line 2C, bền đẹp trọn đời. Kỹ thuật cắt mí phổ biến tại Hàn Quốc được thực hiện trực tiếp bởi ekip bác sĩ đã có 12 năm kinh nghiệm trong nghề. Kiến tạo nếp mí to tròn toàn diện chỉ sau 45 phút, khắc phục mọi khuyết điểm mắt một mí, mí lót, bọng mở chỉ duy nhất một lần thực hiện. Cắt mí mini line 2C, phương pháp cắt mí có độ an toàn cao, hạn chế xâm lấn và can thiệp ở vùng mắt. Tạo nếp mí mới trùng đường vẽ đã được định hình. Do plasma khóa đông mạch máu tức thì, không chảy máu, không đau khi phẫu thuật. Tác động chính xác từng vi điểm, hạn chế xâm lấn, không gây tổn thương. Chỉ vi phẫu nano chỉ 0,01mm, tạo đường khâu siêu mảnh, không để lại sẹo. Công nghệ plasma X60 với tia ion đặc chế giúp triệt tiêu 99,99% vi khuẩn, bao gồm 3.000 sinh dưỡng và collagen nhau thai bạch mã, hỗ trợ giảm sưng nề tới 70% và lành vết thương nhanh gấp 2 lần phương pháp thông thường. Sau 45 phút mắt đẹp chuẩn Hàn Quốc, không sưng đau, bầm tím, bảo hành trọn đời cho mọi khách hàng. Cắt mí Mini Line 2C, tiên phong kỹ thuật cắt mí không đau, không sưng, không sẹo. Gọi điện ngay đến hotline 090 218 1111 để nhận ngay ưu đãi và tư vấn miễn phí từ bác sĩ chuyên môn.